Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với lớp học trực tuyến RevitBox.net. Và hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cách tạo lan can cho cầu thang hoặc là cho ban công. Hoặc là tùy vào cái mục đích mà chúng ta muốn ở nơi đó có lan can. Thì lan can ấy, đối với những đối tượng như cầu thang hoặc là lối đi dốc thì nó sẽ tự động tạo ra lan can. Nhưng mà lan can cũng có thể tạo ra một cách độc lập ở bất kỳ nơi làm mà chúng ta muốn. Thì đầu tiên tôi xin giới thiệu các bạn cái lệnh để tạo ra lan can. Các bạn đến menu Architecture, các bạn kích vào phần mũi tên của Railing. Railing chính là lan can. Thì nó có hai phần, Sketch Path, tức là chúng ta dùng đường dẫn để vẽ tạo lên lan can. Đó, bạn nhìn ở trên hình trên. Còn phần hai là Place on Hot, tức là chúng ta đặt sẵn lan can vào một đối tượng cụ thể, ví dụ như cầu thang hoặc là đường dốc. Phần đầu tiên tôi xin giới thiệu các bạn cách tạo lan can cho cầu thang. Giả sử tôi có một cái cầu thang như thế này, làm nào để tôi tự động tạo ra cái lan can chạy dọc theo hai bên của cầu thang? Thì các bạn hãy đến menu Architecture, các bạn kích vào phần mũi tên của Railing, các bạn kích vào Place on Hot. Đó, sau các bạn chọn cái lan can, kiểu lan can ở bên operated này. Sau đó các bạn kích vào cái đối tượng cầu thang. Đấy, để tự động lan can này sẽ được tạo ra trên cầu thang. Đấy, chúng ta zoom lên. Và có một số trường hợp lưu ý như sau. Giả sử các bạn đến bằng tầng 1 này. Đó, các bạn kích vào cầu thang. Các bạn kích vào mũi tên hai chiều này. Đấy. Chúng ta quay ra 3D. Trong 3D chúng ta sẽ quan sát được là cái lan can cầu thang nó đang bị lỗi này. Đấy, nó đang bị bay ra ngoài. Còn cái lan can bên này thì ăn vào sâu quá. Thì nhiều bạn tự động gắn cái lan can vào cầu thang ấy thì nó sẽ có một cái lỗi như này. Thì để giải quyết lỗi này thì chúng ta lại đến mặt bằng tầng 1. Đấy, các bạn kích vào cái lan can thôi. Và các bạn kích vào cái mũi tên hai bên này, nó sẽ đổi chiều lại. Đấy, bây giờ chúng ta quan sát nhé. Đấy, thấy chưa? Nó đã ăn đúng vào phần bên trong như ý chúng ta muốn. Sang phần thứ hai, tôi xin giới thiệu các bạn cách tạo ra lan can của ban công hoặc là một cái vị trí bất kỳ nào đấy bằng cách sử dụng lệnh Sketch Path của phần Railing. Thì đầu tiên chúng ta đi đến cái mặt bằng mà chúng ta định đặt lan can, giả sử ở đây mặt bằng tầng 2 chẳng hạn. Đó. Tiếp theo các bạn ấy dùng sử dụng lệnh đến menu Architecture, sử dụng lệnh Sketch Path. Đó. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái biên dạng của lan can trên cái mặt bằng mà chúng ta muốn đặt. Giả sử tôi vẽ một cái biên dạng với địa hình chữ U ở trên cái ban công này như chẳng hạn. Thì sau khi vẽ biên dạng xong, các bạn ấy lưu ý cái phần constraint ở phần properties ấy. Thì bây giờ nó hỏi là bezier level này, tức là cái lan can này được đặt ở tầng mấy. Tôi đang chọn lựa chọn là tầng 2, các bạn này thay đổi ấn mũi tên. Tiếp theo là bezier offset, tức là cái chân lan can này nó sẽ đi lên hoặc đi xuống so với cái mốc là bezier level là tầng 2 ấy, là một khoảng bao nhiêu. Đó, sau khi xong lựa chọn xong thì chúng ta ấn Fillet thôi. Các bạn quay ra 3D quan sát kết quả. Đấy, thì cái lan can của tôi đã được tạo ra. Sau phần thứ ba, mình xin giới thiệu các bạn cách tạo lan can mới. Chúng ta kích vào một cái lan can cũ này, chúng ta ấn Edit Tile này, chúng ta ấn Duplicate. Đó, giả sử cái kiểu lan can này tôi đã đặt là 800 chẳng hạn. Mm cao 800. Ok. Các bạn đặt lên theo cái chiều cao để cho dễ nhớ. Thì mục đầu tiên là mục Rail Structure. Rail Structure tức là cái phần cấu trúc của tay vịn thanh ngang. Đó. Để quan sát rõ hơn các bạn, để quan sát tại đây. Đấy, tức là cái cấu trúc tay vịn là cái thanh ngang trên cùng này này. Đấy, các bạn kích vào Edit. Thì ở đây nó có tất cả các cái lan can tay vịn theo thứ tự từ trên xuống dưới mà chúng ta cấu tạo ở đây. Thì ở phần đầu tiên là phần name, tức là tên thanh ngang. Phần thứ hai là Height, tức là chiều cao đặt thanh ngang. Còn Offset, tức là khoảng cách từ cạnh mép thanh ngang đến biên dạng lan can. Phần thứ ba là Profile, tức là chúng ta cho cái biên dạng hay gọi là tiết diện thanh ngang vào đây. Và phần Material là vật liệu của thanh ngang. Khi muốn thêm một cái lan can mới thì chúng ta ấn Insert thôi. Đấy, các bạn thấy chúng ta đặt tên ở đây. Đặt tên rêu mấy hoặc là lan can thanh phụ mấy gì chẳng hạn. Đó. Muốn lên xuống thì chúng ta kích đưa chuột đến mũi tên cái con số ở bên cạnh này này. Đó. Chúng ta kích vào xong ta up hoặc là down lên xuống. Tiếp theo các bạn có thể xóa thì chúng ta cũng ấn chuột vào cái phần con số chúng ta xóa. Ấn Delete đi. Thì ở đây mình xin giải thích một số như thế này. Giả sử ở đây trong cái hình vẽ trên này chẳng hạn, thì cái rail 6 của mình,
Các bạn đếm nhá, chỗ này có bao nhiêu thanh nhá, thanh ngang nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đúng không? Thì cái thanh 6 của mình ấy là nó cách cái đối tượng này, cái đối tượng đích là chính là cái thằng mặt của bậc cầu thang ấy là một đoạn 150. Tiếp theo là rêu 5 là cái thanh thứ hai này này, là cách cái mặt bậc là 275. Tiếp theo là rêu 4 là cách mặt bậc là 400. Và rêu 3 là 525. Rêu 2 là 650 và rêu 1 là rêu trên cùng này này là 775. Đấy thì các bạn lưu ý hộ mình nhá. Là cái thằng 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 tay vịn ở trên cùng ấy thì nó không thuộc ở trong cái mục này, nó một cái mục riêng của nó. Đó thì tất cả những cái thanh này là thanh ngang, ví dụ chúng ta muốn cái lan can này bố trí một khoảng khác đi chẳng hạn. Đây giả sử tôi chỉ bố trí khoảng thanh 3 thanh 4 nó xóa đi nhá. Các bạn ấn apply. Đấy. Tí sau khi apply sẽ bên ngoài chúng ta sẽ có kết quả. Còn tiết diện của thanh ngang này là những cái thanh có độ tròn có đường kính là 30 mm. Đấy, chúng ta có thể cho thêm vật liệu ở đây. Sau khi xong chỉ là ấn ok này. Chúng ta ấn ok nhá để quan sát kết quả đã. Đấy thì các bạn thấy chưa? Thì hai thanh ở giữa nó bị mất đi. Tiếp theo tôi xin giới thiệu phần 2 là phần baluster placement. Baluster placement tức là các cái chấn song hay gọi là các thanh dọc. Đấy, các bạn nên quan sát đấy. Các thanh dọc để chúng ta kích vào edit để chúng ta thể hiện các cái thông số của nó. Ở đây nó có các cái thông số như sau. Ở đây thì nó có phần main pattern. Main pattern tức là nó thể hiện là các cái dãy chấn song. Đó, thì phần name tức là tên đối tượng. Đối tượng ở đây thì chúng ta có hai đối tượng, các bạn kéo ngang rồi nhá. Nó có pattern start tức là thanh đầu dãy và phần end start hay gọi là pattern end ấy, tức là thanh cuối dãy. Còn phần regular blaston tức là thanh bình thường, tức là những thanh ở đoạn giữa của thanh đầu và thanh cuối. Đấy, tức là pattern end, pattern start tức là đoạn này, thanh đầu dãy. Còn pattern end là thanh cuối ở bên trên. Còn regular blaster tức là những cái thanh giữa này. Đó. Tiếp theo thứ hai là sang mục baluster family tức là họ hay là kiểu đối tượng, thì chúng ta có thể nhấn cái mũi tên để chúng ta chọn cái kiểu của cái thanh của từng thanh. Đấy. Thì đây nó có cái tôi đang chọn cái kiểu là M baluster round tức là cái thanh hình tròn có đường kính là 25 mm. Đó. Tiếp theo là phần bay, bay tức là cái đối tượng gắn dưới chân chấn song. Tức nó hỏi là cái thanh chấn song này này nó sẽ được gắn vào đâu. Đấy, thì chúng ta nhấn mũi tên nhá, thì nó có cái lựa chọn. Thứ nhất là nó gắn vào thanh thanh thứ nhất, là thanh ở dưới cùng này này. À thanh trên cùng này này. Đấy, hoặc là thanh hot, hot tức là cái gắn vào đối tượng chủ, tức là mặt bậc của cầu thang. Còn rêu 2, rêu 5 hoặc rêu 6 là tùy. Đấy, chúng ta gắn đến đâu thì chúng ta chọn. Giả sử nhá. Giả sử tôi chỉ gắn thanh này đến rêu 5 này. Tất cả các cái đối tượng ở giữa được gắn đến rêu 5, tức là cái thanh thứ hai này này. Các bạn xem điều gì xảy ra nhá. Đấy, thì các bạn thấy chưa? Nó tự động nó không còn gắn trên mặt bậc cầu thang nữa, đi nhảy đến cái thanh rêu 5. Chúng ta lựa chọn hot thì lại gắn vào mặt bậc cầu thang. Tiếp theo là bây giờ offset. Bây giờ offset là khoảng cách từ chân cột chấn song, chân cột hoặc là chấn song đến đối tượng chân đế. Đấy, giả sử bây giờ tôi muốn chân cách cái chân của cái chấn song dọc này này nó cách lên một đoạn khoảng 50 đi. Đấy thì bạn xem điều gì xảy ra nhá. 50 này. Đấy, apply. Đấy thì các bạn thấy chưa? Các cái chân đối tượng nó tự động nó nhảy lên một đoạn là 50 mm. Tiếp theo là phần top. Top tức là các cái đối tượng gắn trên đỉnh. Đấy thì nó cũng tương tự như phần bay thôi. Phần bay thì vừa rồi nó chọn là chân rồi, còn top bây giờ là các cái đối tượng thanh chấn song ở trên đỉnh. Thì nó hỏi là bạn gắn vào đâu, thì gọi cái phần top rail element ấy thì tự động nó sẽ gắn vào đỉnh, tất cả cái chân song này sẽ gắn hết vào đỉnh. Đó thì giả sử nhá, tôi gắn vào cái thằng rail 1 thôi chẳng hạn, apply này. Đấy thì các bạn thấy chưa, tự động nó bị cắt hết, nó chỉ gắn đến cái đối tượng thanh bên dưới là rail 1 đấy, là tôi đã định nghĩa ở phần rail rồi. Tôi chọn lại là top rail. Tiếp theo là phần top offset thì nó tương tự như là bay offset thôi, nên là khoảng cách từ đỉnh cột hoặc chấn song đến đối tượng gắn trên đỉnh.
Đấy, chúng ta gõ số, giả sử tôi gắn cái thanh này lơ lửng hoặc là một khoảnh bất kỳ chẳng hạn, giả sử tôi cách khoảng 300 apply. Đấy thì tự động các cái đối tượng này nó cũng được nhô lên trên khỏi cái đối tượng mà chúng ta mặc định là top, là gắn ở đâu đấy, là top rail đấy. Không thì nó để trùng. Tiếp theo là phần cuối cùng là phần distance from preview, tức là khoảng cách giữa các chân song. Đấy, đây, các bạn định nghĩa khoảng cách giữa các chân song này này. Đấy, các chân song này cách nhau bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ nhập số vào đây thôi. Giả sử đây nó cách nhau là 1 mét, tôi chỉ còn cho 500 thôi. Apply. Đấy, các bạn thấy chưa? Tự động nó sẽ được thêm các đối tượng vào là sao cho khoảng cách nó còn 500. Và còn một đối tượng nữa đó là offset. Offset tức là gì? Là khoảng cách từ tim chấn song hoặc là cái cột trụ đến biên dạng lan can. Đến biên dạng lan can. Giả sử tôi điền ở đây nhá. Tôi điền ở đây là 100 chẳng hạn. Apply này. Ok này. Ok nhá. Các bạn quay ra 3D quan sát này. Đấy, thì các bạn thấy chưa? Tức là cái thằng thanh chấn song này nó sẽ bị bay ra khoảng cách là 100 so với cái đường biên dạng, tức là cái đường mà chúng ta vẽ đấy, hoặc là so với cái thanh 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 nằm ngang này đó. Chúng ta cho không thì nó đã làm trùng với đường biên dạng. Ok, ở trong cái mục main pattern ấy nó còn thêm một phần nữa, đó là chúng ta kích chuột vào cái chân song ở giữa này. Đấy thì các bạn thấy nó hiện lên cái phần duplicate này, chúng ta duplicate để tạo một cái chấn song ở giữa mới. Đấy, giả sử bây giờ tôi muốn làm cái chấn song ở mỗi một cột là có chấn song đôi chẳng hạn, thì chúng ta làm nào, chứ không phải chấn song đơn này như nữa, thì chúng ta thêm cái ô dist from preview ấy, với khoảng cách khác đi, giả sử 200 chẳng hạn, đúng không, apply này. Đấy thì các bạn thấy ở mỗi nơi là nó có một cái chấn song đôi. Tiếp theo là cái thông số break button us, tức là ngắt dãy. Khi dãy bị ngắt thì sẽ có thêm cột trụ tại những cái vị trí nào. Đấy thì nó có 3 lựa chọn này. Để giải thích cái thông số này cho các bạn dễ hiểu ấy, thì tôi sẽ đi đến khu nhìn mặt bằng. Và tầng 1 chẳng hạn. Bây giờ tôi sẽ vẽ một cái chấn song mới. Lan can. Đó, dùng sketch này. Vẽ một đoạn thẳng này cho tôi. Và chúng ta flip nó quay ra 3D nhé. Đấy, thì đây chúng ta có một cái đoạn chấn song mới. Giả sử bây giờ tôi muốn ngắt cái đoạn thẳng liên tục vừa rồi tôi vẽ thành hai đoạn, thì tôi kích vào cái lan can nhé, tôi kích vào edit path này. Đấy, nó chỉ còn đường dẫn này. Các bạn kích vào cái phần split element ở phần menu modify ấy. Đấy, kích vào split này. Đấy, giả sử tôi ngắt thành hai đoạn này. Đấy, LC này, các bạn thấy chưa, thành hai đoạn nhá. Chúng ta finish này. Đấy, thì các bạn thấy tự nhiên có một cái cột trụ ở cái chỗ đoạn bị ngắt. Đấy, thì chúng ta ấn vào phương án này nhá. Đây, tại vì sao? Vì chúng ta đang chọn cái break button us tại phần x segment end, tức là cái tại cái đoạn cuối mỗi cái đoạn bị ngắt ấy, thì chúng ta sẽ thêm vào một cái cột trụ. Đấy. Còn nếu mà trong cái phương án mà lever nhá, thì các bạn thấy này. Đấy, thì không bao giờ thêm vào, kể cả ông có bị ngắt như thế nào đi nữa thì khoảng cách của tôi vẫn là 1.000, chứ tôi không thêm cột trụ ở cái chỗ đoạn bị ngắt. Còn phương án thứ ba là angle grid gian là như nào? Đây, giả sử tôi lại edit ban nhé. Đấy, giả sử tôi cái đường dẫn của tôi nó bị nghiêng như thế này, một góc 48 độ đi. Đấy, sau đó tôi ấn Philip này. Đấy, thì các bạn thấy này, cái phương án này x segment end nhá, thì là vẫn là có đoạn cột trụ ở cái đoạn ngắt đấy, còn đâu khoảng cách thì nó lại tính tiếp từ cái đoạn bị ngắt đấy, được chưa? Còn nếu mà chúng tôi chọn cái angle grid này, tức là cái đoạn bị ngắt ấy thì có thêm cột trụ hay không thì liên quan đến cái thông số, ví dụ như cái góc tạo bởi hai cái biên dạng vừa rồi tôi vẽ đấy là lớn hơn 0 độ thì, hoặc là lớn hơn một góc bao nhiêu độ đấy, thì nó sẽ có một cái đoạn cột trụ ở cái đoạn bị ngắt đấy. Nhảy ra trường hợp này là 0 độ, còn trường hợp ví dụ như 90 độ nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó không có, và cái khoảng cách từ cái thanh này này đến cái thanh này vẫn là 1.000. Đó, thì các bạn hiểu cái thông số break button us là khi bị ngắt dãy thì sẽ có thêm cột trụ tại các cái phương án như thế nào. Đó. Ok. Tiếp theo là thông số justify.
tức là căn chỉnh các chấn xong thì chúng ta có các lựa chọn là begin là lấy điểm đầu để làm điểm căn chỉnh, end là điểm kết thúc là điểm căn chỉnh, center là lấy điểm giữa để căn chỉnh ra hai bên, còn spread button to fit tức là dàn đều suốt độ dài biên dạng. Đấy, giả sử nhá, chúng ta ấn begin này, apply này, thì các bạn thấy chưa? Ở điểm đầu nó căn chỉnh là cách nhau cứ 1 mét này, 1 mét, 1 mét, 1 mét, còn thừa bao nhiêu ấy thì nó dồn nó cuối. Còn nếu chúng ta ấn vào end này, chúng ta apply nhá. Đấy, thì các thanh này cách nhau cứ 1 mét nhưng mà lấy điểm cuối căn chỉnh, còn thừa bao nhiêu thì lại dồn vào điểm đầu. Đó, còn nếu chúng ta lấy center này, apply này, thì chúng ta lấy tâm dàn đều hai bên, mỗi bên 1 mét đấy, còn thừa bao nhiêu đẩy về hai đầu. Còn nếu chúng ta chọn cái chế độ spread pattern to fit tức là nó sẽ chia đều các cái thanh này ra đấy, còn cái giá trị là 1 mét này không có tác dụng nữa, nó sẽ chia đều làm sao khoảng cách này ví dụ như là 7 mét thì nó chia đều cho cái số thanh này làm sao nó vừa đẹp là được. Đó, thì nếu mà chúng ta chọn ở cái chế độ begin này, end này hoặc là center này. Đấy, thì nó xuất hiện một cái ô thêm là ô excess length fill, tức là độ dài cho phép dôi ra, hay gọi là nếu mà cái đoạn dôi ra nhá, giả sử tôi ấn begin này. Đấy. Thì có một cái đoạn dôi ra là bạn thấy chưa? Nó khoảng cách nó nhỏ này thôi. Thì nó sẽ được điền đầy bởi cái gì? Đấy, nếu mà none tức là không được điền đầy bởi cái gì cả. Còn nếu mà cho change pattern tức là nó sẽ được rút ngắn khoảng cách đi. Khoảng cách này đi. Còn nếu mà chọn cho một cái phương án thanh này này, giả sử tôi chọn thanh baluster thanh dọc 20 đường kính 20 nhá. Apply này. Đấy, thì đây nó báo là cái khoảng cách giữa các cái điền đầy nó quá nhỏ. Đấy thì bạn ấy nó xuất hiện thêm một cái ô spacing nữa. Tức là khoảng cách giữa các cái thanh này là bao nhiêu? Giả sử tôi cho nó 50. Apply này. Đó. Đây, thì tôi ok. Ok, các bạn quan sát rõ hơn. Đấy, thì tức là cái đoạn thừa này nó sẽ được điền đầy bởi một cái thanh mà chúng ta chọn là thanh có đường kính 20 đấy. Và mỗi thanh ở trong cái đoạn này nó sẽ cách nhau bán một khoảng là 50 mm. Đó. Và nó mặc định là lấy ở cái thanh rêu 1 gắn đến đỉnh thanh rêu 1. Tiếp theo là thông số user bladder per cheese on set, tức là nó hỏi là có dùng chấn xong cho mỗi bậc của cầu thang không? Nếu mà chúng ta tích vào cái lựa chọn này này thì nó hiểu là cho số chấn xong đặt trên mỗi bậc cầu thang, và cái ô baluster per cheese là nó được kích hoạt, nó hỏi là cái số thanh trên một bậc là bao nhiêu, và cái phần baluster family là cái thanh đấy là kiểu thanh gì, đường kính như thế nào, kích thước bao nhiêu. Đấy thì chúng ta lại chọn ô baluster family. Giả sử tôi kích hoạt cái phương án này thì nó sẽ cho mỗi cái chấn xong ở trên một bậc, và giả sử đây là tôi một bậc thì có một chân song này, apply này. Đấy, các bạn thấy thành quả chưa? Giả sử đây một bậc là có hai chân song nhá, apply này. Đấy. Các bạn có thể chọn thay đổi cái đường kính kích thước hoặc là loại chân song ở đây tùy. Đó. Nếu chúng ta không dùng thì chúng ta tắt đi, nó để về mặc định như cũ, cách nhau mỗi đoạn là 1 mét. Tiếp theo là cái phần post, post tức là các cái cột trụ. Cột trụ thì gồm các cái cột đầu, cột cuối và cột góc. Nếu mà đường gãy khúc thì sẽ có cột góc. Các cái thông số trong bảng giống như chấn xong. Ngoài ra thì có thêm các cái thông số sau. Thứ nhất phần name là cái tên cột. Start post tức là cái cột đầu dãy. Này, chính là cái cột đầu dãy đây. Còn corner post tức là cột góc. Ví dụ như trong trường hợp này mình có bị đoạn gãy khúc ấy, thì nó sẽ có cột góc. Tiếp theo là phần end post tức là cái cột kết thúc, cột mà ở trên cùng của tầng 2 đấy, của đối với cầu thang đấy. Đấy. Thứ ba là phần space tức là các cái thông số nhá, baluster family này, bay này, bay gió set, top này, top set này thì tương tự như cái phần ở trên main button này rồi. Tôi sẽ không giải thích lại nữa. Còn cái thêm hai cái thông số là space. Space là gì? Tức là nó hỏi là cái khoảng cách giữa tim cột trụ và đầu mút của tay vịn là bao nhiêu. Để hiểu rõ hơn cái thông số này, giả sử tôi thay đổi nhá, là 50 chẳng hạn. Đấy. Các bạn thấy chưa? Tức là cái điểm đầu của cái thanh chấn ngang này này nó sẽ cách cái tim của cái cột trụ đầu ấy là bao nhiêu? Đấy, 50. Giả sử tôi đặt là âm 500 đi.
Đấy, thì bạn thấy chưa? Cái cột này tự động nó sẽ nhảy ra ngoài như thế. Thì tùy vào cái thông số này để chúng ta chỉnh sửa cái vị trí của cột trụ. Còn đây chúng ta thay giả sử thay biên dạng của cột trụ đi. Đấy, tôi chọn cái cột trụ này. Đấy, thì nó sẽ là một cái cột trụ. Ở đây có thể thay cái cột trụ gỗ con tiện bạn tạo ra xong lót vào đây để chúng ta sử dụng. Đấy, đối với phần corner post và end post thì cũng tương tự. Chúng ta có thể chọn các cái thông số ở đây để chúng ta điều chỉnh. Còn cái phần offset này này, cái offset tức là cái khoảng chênh giữa cái đường biên dạng của thanh ngang và tim của cột trụ, nhưng mà không không phải theo cái hướng 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 theo chiều dài của cái thanh nữa, mà theo cái hướng vuông góc với mặt phẳng của thanh. Đấy, tức là nó lệch ra bên trái lên xây ra bên phải so với cái mặt phẳng chứa các cái thanh ngang song song này này là bao nhiêu. Đấy, thì tùy các bạn có thể điều chỉnh ở đây. Còn cái phần cuối cùng là phần corner post ất, tức là cột trụ tại góc. Đấy, cột trụ tại góc nhá của đối tượng mang lan can, thì nó cũng tương tự như cái phần break button, tức là nếu mà chúng ta ở tại góc ấy thì chúng ta sẽ thêm cái cột trụ theo cái phương án nào, phương án segment end, tức là cứ cuối mỗi một đoạn góc hoặc là một đoạn kết thúc thì chúng ta lại thêm một cái cột trụ ở đây, hay là với một cái góc lớn bao nhiêu thì ta thêm vào, hay là không bao giờ thêm cái cột trụ ở góc của các cái đoạn cả. Đấy, thì tùy nó cái thông số này chúng ta nó quyết định. Đấy, ok. Đấy, là tôi đã giới thiệu xong cái phần tạo và chỉnh sửa các cái thông số trong phần tạo lan can. Sang phần tiếp theo mình xin giới thiệu các bạn cách chỉnh sửa lan can. Thật sự mình có một cái lan can như này. Để chúng ta muốn chỉnh sửa lại cái biên dạng của nó thì chúng ta kích vào cái lan can này, chúng ta edit path này. Đấy, thì đây các bạn có thể chỉnh sửa cái lan can này theo cái hình dạng chéo đi, hoặc là nghiêng một góc nào đó, hoặc là dài ra, hoặc là ngắn lại, tùy chúng ta. Sau khi xong rồi chúng ta ấn Finish thôi là xong. Và đây mình xin giới thiệu một các bạn một cách nữa là cách thay đổi cái đoạn này. Giả sử đây nhá, mình có một cái đoạn dốc này đúng không, ăn theo cầu thang, thì bây giờ mình giả sử nó không muốn dốc nữa mà muốn ngang đó, hoặc là nó muốn dốc theo cái độ dốc của cái thằng cầu thang, thì chúng ta làm nào, chúng ta kích vào cầu thang nhá, kích vào edit path này. Đấy, ta cứ chọn cái đoạn này, chọn cái đoạn mà dốc chéo của cầu thang này, này. Đấy, chúng ta kích vào cái phần slope này. Đấy, thì ở đây nó có cả 3 phần. Slope là gì? Slope tức là độ dốc, nó xác định cái độ dốc của cái thằng lan can này theo cái gì. Đấy, thì nó có ba chế độ là by hot. By hot là theo đối tượng chủ thể, ví dụ như là độ dốc của cầu thang, hoặc là một cái đường dốc có lan can ở đấy. Chúng ta kích vào by hot nhé, để thay đổi này. Đấy, thì các bạn thấy chưa, để tự động cái thằng độ dốc này này nó không 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 phải nó ăn từ như cái đoạn lúc đầu mà chúng ta nhìn nữa, nó ăn cách xa ra so với cái chân này một đoạn. Đấy, tức là cái độ dốc của cái thằng thằng lan can này nó ăn theo cái độ dốc cái thằng cầu thang. Bạn nhìn thấy cái mép viền bên dưới chưa? Đấy, nó ăn theo cái độ dốc của thằng cái cầu thang đấy. Tiếp theo này, edit span nhá, cái là thằng đấy. Đấy, lại có một chế độ nữa là flat. Flat là gì? Tức là cái thanh lan can này nó không dốc nữa mà nó nằm ngang. Đấy, các bạn kích vào này, flip này. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy thanh ngang ngang là ngang. Nhưng đây có phương án này, ví dụ đây thấy đang độ độ cao của nó lại khác nhau đúng không? Các bạn có thể chỉnh được. Các bạn edit span này, kích vào nó này. Đấy, thì đây nó có cái phương án là high correction, tức là cái chiều cao. Đấy, thì nó kích vào đây thì nó có bài tay là theo kiểu, tức là bây giờ vừa rồi chúng ta chọn đấy là kiểu cầu thang là cao 900 thì nó vẫn để mặc định ở 900 thôi. Ở đây là custom, tùy chúng ta có thể nâng lên 1200 là fillet này đó, thì chúng ta có thể tùy chỉnh chiều cao theo ý của chúng ta muốn. Còn kiểu thứ ba là kiểu gì? Đấy, kiểu thứ ba là kiểu slope. Slope là gì? Slope tức là chúng ta cho độ dốc, nếu mà đang nằm ngang thì chọn phương án này, đoạn này sẽ bị độ dốc, và dốc này sẽ lấy theo cái đoạn lan can trước đó, tức là cái đoạn lan can trước đây này. Đấy, cái đoạn này các bạn nhìn này, lan can này dốc như thế nào thì độ dốc này nó sẽ lấy như thế. Đây, giả sử mình chọn phương án bài tay nhá, fish này. Đấy, bạn thấy chưa? Đấy, tức cái độ dốc của thằng này như nào thì thằng trên này tiếp theo là như thế. Còn nếu mà chúng ta có thể chỉnh sửa lại, chỉnh sửa theo cái kiểu không phải bài tay nữa mà chiều cao đi khoảng 1 mét chẳng hạn, finish đấy, thì cái độ dốc của nó tự động nó sẽ cao lên.
Mình sẽ chỉnh cái đoạn này có cái chiều cao nó cao lên. Tùy theo cách bạn muốn thì chúng ta sẽ chỉnh sửa được. Phần cuối cùng và bài học tạo lan can, mình xin giới thiệu các bạn cách tạo hình cái trụ mỗi lối lan can. Đấy, giả sử mình có một mỗi lối lan can như thế này chẳng hạn, thì mình muốn tạo hình cái trụ mỗi lối này thì các bạn kích vào lan can này. Đó, các bạn kích vào phần Edit Path. Đó, sau đó các bạn đưa chú ý lên cái phần menu Modify Rolling, các bạn kích vào phần Edit Zone. Các bạn kích vào cái phần mà nút dao của hai thanh ấy. Đấy, thì trên phần Roll Rail này nó sẽ có các lựa chọn By Time, tức là theo cái kiểu đã chọn trước đó. Còn Extend Rail to Mid, tức là kéo dài các thanh ngang trên cùng cho chạm vào nhau. Còn Insert Vertical Flat Segment, tức là thêm một đoạn thẳng đứng hoặc làm ngang. Còn Low Conlex, tức là chúng ta không có đoạn nối. Đấy, giả sử tôi chọn By Time này. Đấy, thì cái kiểu nó như này. Còn chúng ta chọn chiều khác nhá. Đi rồi này, ta chọn cái mô lối này. Sử tôi chọn cái kiểu là Insert Vertical Flat Segment này. Finish. Đấy, thì các bạn thấy một cái đoạn nối thẳng đứng được thêm vào. Đấy, thì tùy các bạn có thể điều chỉnh cái mô lối này theo ý của chúng ta. Và đến đây mình xin kết thúc bài học tạo lan can trong Revit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.